Con này mới làm à? Đây là mấy gió rồi? Hai gió. Đây. Và đây, đây thấy em trai làm con diều. Cái này khá nhẹ gió. khung khá là nhỏ bạn nhá. Đây này, này ăn khá nhẹ gió. Sáu cái còng đôi. Đây, đây bạn nhá, khá đẹp. Đúng là những nghệ nhân làm bạn làm khá là dẻo bạn này. Đây mình ở đâu đâm cho bạn xem. Đấy, khá là nhẹ gió các bạn. Yếu. Yếu thật sự là. Nói chung là ở ngọn chắc là nhỏ bằng cái que xin thịt các bạn. Ừ, che tốt thì gì vẫn ngon mà. Không nghệ nhân nào các bạn. Toàn nghệ nhân trẻ nào gọi này. Khá là yếu. Này thì đâm gió bé thôi bạn ơi. Ừ, khá tít các bạn ạ. Ừ. Dáng khá đẹp. Đang cá dây rồi nhé. Ui nấc các bạn ạ. Con này chắc hơi tí gió là lên được ạ. Bay thôi. Bay thôi. Bay thôi. Bay đi. Bay đi. Đấy tí em vào. Đây này bạn. Này khá là ác bạn này. Rất chi nhẹ gió bạn nhá. Cái này chỉ đâm gió, chắc là đâm gió bé đây, đây khung nó nhỏ lắm ạ. Khá đẹp. Mình thì hay làm cứng khung ạ. Ôi yêu nào con bên ấy con nhẹ gió này để đâm vào ạ. Đây vẫn đang cho ca dược vậy. Sáu cái hơi bé. Nú vươn lên sáu cái hơi bé. Mình khá chất các bạn, đẹp phết các bạn.
đấy, thì nên rồi bạn nhá, thì cũng video mình kết thúc rồi nha, chào tạm các bạn, bye. Đấy nên rồi nha, diều nên rồi các bạn, khá là đẹp, khá là chất chơi các bạn. Thì video mình kết thúc rồi nha, chào tạm các bạn, bye.